Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế càng phát triển, tốc độ đô thị hóa càng nhanh, các địa phương lại càng phải đối mặt với bài toán xử lý rác thải xây dựng. Vấn đề đang ngày càng trở nên gay gắt, gây ô nhiễm môi trường và cản trở sự phát triển. Trên địa bàn thành phố Lào Cai, do nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà ở ngày càng cao, nên tình trạng đổ rác thải xây dựng trên một số tuyến đường cũng như bãi đất trống tiếp tục diễn ra. Ngoài đổ trộm rác thải xây dựng, thì vấn đề ô nhiễm môi trường tại các vùng giáp ranh giữa các xã phường cũng đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Đây sẽ là nội dung chính chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Hộp thư truyền hình kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Rác thải xây dựng là loại rác không thể phân hủy hoặc đốt, được thải ra do phá dỡ, cải tạo các hạng mục, công trình xây dựng cũ hoặc từ quá trình xây dựng các hạng mục công trình mới như vôi vữa, gạch ngói vỡ, bê tông, ống dẫn nước, bệ bằng xanh dứ, tấm lợp, thạch cao và các vật liệu khác. Đây là bãi kiểm hóa B thuộc sự quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế tại phường Lào Cai. Sau khi ngừng hoạt động từ năm 2017, bãi kiểm hóa này đang trong giai đoạn tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, thì nơi đây đã trở thành một bãi rác thải tự phát. Rác sinh hoạt, rác thải xây dựng, đủ các loại được đổ trộm tràn lan. Tại thời điểm ghi hình, vẫn có những chiếc xe ba bánh chạy vào khu kiểm hóa B để đổ trộm rác thải xây dựng. Việc đổ trộm rác thải xây dựng, chất thải rắn, chủ yếu diễn ra vào những giờ không cố định, lúc chập tối, gây không ít những khó khăn cho việc phát hiện và xử lý vi phạm. Thế lợi dụng cái việc mà đang di rời tháo dỡ để hoàn trả mặt bằng cho dự án thì có đập phá các cái tường xung quanh để dọn dẹp mặt bằng, thì lợi dụng như thế là chủ yếu là các cái hiện tượng này từ khi phá dỡ thì là gia tăng rất nhiều. Như các anh thấy thì là xung quanh rồi là dọc cả cái đường xuống đến tận khu phố mới, chỗ giao đường sắt, chỗ ngã tư đường sắt thì cũng rất nhiều rác thải phế liệu mà chủ yếu là có thể là người ta đi bằng xe máy, phương tiện xe máy vứt những cái bao rác xong là cứ chạy tiếp. Đấy, cái này cũng rất khó, hiện tượng thì rất nhiều nhưng mà rất khó là phát hiện và bắt giữ. Đấy, thì cái việc này là đã xảy ra khoảng 4 5 tháng nay rồi. Đây là đường Hoàng Diệu thuộc tổ dân phố số 2 phường Lào Cai. Địa điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, không có người dân sinh sống. Trước đây là điểm giáp ranh giữa phường Lào Cai và phường phố mới cũ. Tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng, rác thải rắn ở đây đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Từ cái ngày còn chưa sát nhập phường, giáp ranh giữa hai phường, đó cái sự quản lý cũng sự chồng chéo, rồi là nảy sinh nhiều vấn đề từ cái ngày trước. Sau khi sát nhập phường thì tình trạng này cũng vẫn tiếp tục diễn ra. Khu dân cư cũng đã tuyên truyền vận động bà con dân cùng các đoàn thể phối kết hợp. Sau đó thì tình trạng đổ thải này vẫn được diễn ra, người ta đổ trộm, cho nên là rất khó khăn. Mặc dù phường Lào Cai đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp đổ, xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, việc xả rác, đặc biệt là rác thải rắn vẫn diễn ra. Trước mắt, phường đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Để hạn chế cái việc cái nhân dân họ đến họ đổ trộm về rác, còn phía ủy ban nhân phường thì sẽ tăng cường kiểm tra để xử lý thế và cắm biển cấm đổ rác trộm. Thế và chúng tôi sẽ cử một cái đội kiểm tra trật tự đô thị của phường. Thế và sẽ phối hợp với nhân viên công ty môi trường đô thị. Những cái khu vực hiện nay là dân đã đổ trộm rác rồi thì chúng tôi tập trung cao vào việc thu dọn tổng vệ sinh toàn bộ cái khu vực trên địa bàn phường Lào Cai nói chung và đặc biệt là khu vực bãi kiểm hóa B của khu vực cửa khẩu. Ngọn nguồn của tình trạng xả trộm rác một phần từ các gia đình có rác thải chưa có trách nhiệm trong việc hợp đồng với đơn vị vận chuyển đổ thải. Thiết nghĩ trong công tác quản lý xây dựng, các địa phương phải tiến hành kiểm soát chặt chẽ. Gia đình nào đăng ký cấp phép xây dựng phải đi đôi với đăng ký việc xử lý nguồn thải. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc đổ trộm rác thải xây dựng, thì vấn nạn xả rác thải trên một số tuyến đường tại các khu vực giáp ranh giữa các xã phường thời gian qua
không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Tại khu vực giáp danh giữa hai xã Cam Đường và Tà Phời, thành phố Lào Cai là thôn Lắp Máy và thôn Công Trường 5, thường xuyên có tình trạng người dân lén lút xả rác. Nguy hại hơn, người dân còn vứt rác bừa bãi tại một số điểm ven đường. Tại thời điểm ghi hình, khu vực này có một khối lượng lớn rác thải bốc mùi hôi thối rất mất vệ sinh. Trước đây, tại khu vực giáp danh có điểm tập kết rác, nhưng vì phương pháp xử lý rác thải gây ảnh hưởng đến cuộc sống, nên người dân đề nghị phải có xe môi trường về chở rác đi. Có một cái nhà đổ rác đấy, nhưng mà thực tế bây giờ coi như là đổ xong rồi có người coi như là đốt điếc, nhưng mà nó ô nhiễm, nó hôi thối, nhà gần đấy họ không chịu tải được. Thế là đề nghị coi như thôn xóm coi như là có cho xe thành phố về hót rác đi, nhưng mà đề nghị mấy năm nay chưa được. Thế bây giờ coi như là dân bây giờ là cứ cấm không đổ rác cho nữa. Thế bây giờ dân như phản đối, giờ cứ ai đổ rác đấy là ai bắt được cứ phạt 1 triệu người đổ. Những người thường xuyên đi qua tuyến đường này cho biết tình trạng xả rác ven đường thường xuyên xảy ra. Việc vứt rác bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đi đường thấy rác vứt này rất là bẩn, nhưng mà mọi người không biết làm sao mà thấy biển cấm rồi nhưng mà vẫn không mang ra hộ rác để vứt, nhưng mà vẫn cứ thấy vứt lung tung ở đường. Tôi thường xuyên hay đi qua cái tuyến đường này là hàng ngày đi qua 1-2 lần. Nhưng mà cũng hiểu làm sao, tại sao lại những người dân, cái ý thức của mọi người nó kém đấy. Cái tuyến đường rác xung quanh tất cả đây là thành túm một thứ vứt xung quanh ở đây cả. Trước tình trạng môi trường vùng giáp danh bị ô nhiễm, Đảng ủy, chính quyền hai xã Cam Đường và xã Tà Phời sẽ phối hợp giải quyết triệt để vấn đề tập kết rác thải tại khu vực này. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân không đổ rác thải bừa bãi, có phương án thu dọn rác thải hàng tuần. Đây là địa phận giáp danh của xã Tà Phời và Cam Đường. Đối với khu vực xã Cam Đường thì khu vực thôn Công Trường 5 thì đã được công ty môi trường đô thị Lào Cai là tiến hành thu gom rác thải. Do địa phận là giáp danh giữa hai đơn vị thì trong cái thời gian tới thì Ủy ban dân xã Cam Đường sẽ cùng với Ủy ban xã Tà Phời sẽ phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để tránh gây ảnh hưởng về cái môi trường đối với khu dân cư. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo tất cả các chất thải rắn xây dựng gồm đất, gạch, đá, gỗ, cát, sỏi, cấu kiện, vật liệu phải được thu gom, vận chuyển, đổ tại bãi rác thải tập trung tại tổ 16 phường Nam Cường. Vì vậy, các chủ đầu tư khi xây dựng công trình có chất thải rắn xây dựng tuyệt đối không được tự ý thải bừa bãi ra môi trường. Mọi hành vi xả thải bừa bãi đều bị xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả và thu giữ tang vật theo quy định. Và hiện nay thì thành phố cũng đã có cái kết luận giao cho phòng quản lý đô thị phối hợp với phòng tài nguyên và các xã phường triển khai rà soát một số cái vị trí để xây dựng cái phương án cho các cái đổ thải đối với các công trình vật liệu xây dựng mà do hộ dân người ta xây dựng nhà riêng lẻ, cũng như một số cái dự án trên địa bàn tỉnh mà có cái đổ thải vật liệu xây dựng. Thì hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu đề xuất là theo cái phương án là các khu vực thì phải có cái vị trí đổ thải, mà đặc biệt là ví dụ như khu vực phía Bắc này, chúng tôi sẽ bị lựa chọn một vị trí có thể là ở xã Đồng Tuyển, khu vực phía Nam thì có một vị trí có thể là ở Lam Cường, và khu vực Vạn Hòa, Lào Cai thì sẽ có một điểm để cho các cái hộ mà khi mà có công trình xây dựng mà phá dỡ thì sẽ có cái khu vực để tập kết vật liệu. Để hạn chế tình trạng xả rác thải bừa bãi, lực lượng quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và công an thành phố Lào Cai cần tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các xã phường tích cực trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai rất mong muốn tiếp nhận được các ý kiến phản ánh của quý vị và các bạn. Mọi thông tin xin gửi về chuyên mục hộp thư truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai, đường 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hoặc qua thư điện tử tại địa chỉ laocaitv@gmail.com và qua số điện thoại 02143825156. Tới đây, chuyên mục hộp thư truyền hình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.